Chào mọi người, em Linh, kênh Đồ Nhật Bãi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu tới mọi người một ít mặt hàng để mọi người tham khảo nha. Người coi cái nào phù hợp với công việc cũng như là sở thích của mình thì điện thoại hoặc nhắn tin đặt hàng nha. Thì mọi người điện thoại em không nghe máy được thì mọi người nhắn tin nha. Mọi người nhắn tin để đó rồi em sẽ kiểm tra tin nhắn và ai nhắn trước, đặt trước thì em chốt trước nha. Chứ cũng có nhiều chú bác anh em nói điện thoại xong bắt máy nhắn tin không trả lời. Thì mọi người biết đó, lúc em lên clip vừa xong á thì lúc đó cũng là lúc mọi người đặt hàng rất là nhiều. Vậy cái lượng tin nhắn nó đến rất là nhiều. Cho nên em thì em phải trả lời theo trình tự. Thì có thể là em sẽ trả lời cho mọi người hơi chậm, hơi lâu. Thì cái đó mọi người cũng muốn hiểu thông cảm cho em. Chứ một mình em không thể nào trả lời một lần một vài chục tin nhắn được. Em mọi người hiểu thông cảm cho em nha. Thì điện thoại không được thì nhắn tin thì để đó cho em. Rồi mọi người mua hàng thì với đơn hàng từ 500 ngàn trở lên chuyển khoản đủ thì em bao ship nha. Còn dưới 500 ngàn như là ship COD thì em không có bao ship. Đối với chú bác anh em lần đầu tiên mua hàng bên em thì vui lòng chuyển khoản trước nha. Vui lòng chuyển khoản trước. Và khi đặt hàng đã thành công rồi thì vui lòng gửi địa chỉ cho em để em sắp xếp ghi bill rồi gói hàng gửi cho mọi người được nhanh chóng á. Thì lưu ý những trường hợp là những chú bác anh em mà lâu lâu mua hàng bên em một lần á thì em không có lưu lại thông tin nha, tại vì cái số lượng khách hàng rất là nhiều nên em không thể nào mỗi người em mỗi lưu thông tin được. Vì vậy mọi người lâu lâu mua một lần á thì vui lòng gửi lại tin nhắn giùm em cái địa chỉ giùm em nha, để tránh trường hợp là mọi người cứ nghĩ là em còn địa chỉ rồi mọi người không gửi, rồi em thì kiểm tra tin nhắn không thấy địa chỉ thì em sẽ không gửi hàng nha. Lưu ý mọi người nha, đặt hàng ok rồi thì vui lòng gửi luôn địa chỉ giùm em. Và em lưu ý là em chỉ giữ hàng cho mọi người đến 10 giờ sáng ngày mai thôi nha. Nếu như không có thông tin gì đó, thì em sẽ bán cho khách hàng tiếp theo. Rồi mọi vấn đề mua bán khác mình trao đổi sau nha. Để tiết kiệm thời gian thì em xin đi mô tả nhanh luôn. Thì video này là video số 15, mã số đầu tiên là mã số 1501 cho mọi người. Đó là cái kèm tốt dây điện của ông Victor, giá 350 ngàn. Made in Japan. Cái kiểu này thì em mới gặp lần đầu. Mã của nó đây 6002VA ha. Đó, kèm nó dạng vậy đây mọi người, giống như cái súng vậy đó ha. Thì nó tuốt 3 dây, 3 lỗ nè ha, 3 lỗ đó, với lại tuốt dây đôi, dây lớn của mọi người bên đây ha. Thì cái này thì mình tuốt những dây thông dụng của mình vẫn ok, tức là dây này hơi nhỏ, nó tuốt chắc phải từ dây lớn một chút. Cái cây này nó tuốt dây lớn mọi người, nó tuốt từ dây từ 3 chấm trở lên nha. Ví dụ như cái này nè, cộng này là 3 chấm nè. Ha, dây 3 chấm. Tuốt dây lớn nha mọi người. Này xài cho những cái công việc mà tuốt dây lớn nha. Ha, dây 3 chấm mới được. Dây này dây 3 chấm nè. Ha. Dây 3 chấm nha. 3 chấm trở lên nha mọi người, lưu ý nha. Thì chú bác anh em làm bên thợ điện ha. Cây này made in Japan luôn nha. Đó, ngoại hình nó đây. Trắng xanh đẹp. Victor, mã nó nè mọi người 6002VA ha. Đó, hình dạng nó gì đây, nó như cây súng vậy đó, như cây súng ha. Đó, 3 lỗ nha mọi người. Rồi 1501 giá 350, 1502 là cũng là một cái cây tuốt dây điện. Cái này cũng là lotter nha mọi người, cũng 3 lỗ kiểu như vậy ha. Nhưng mà cái kiểu thì nó bình thường, kiểu hay gặp nè. Cái này chắc nó tuốt được dây cỡ dây nhỏ được. Cái này tuốt dây nhỏ nè, dây 2 chấm mấy, dây 3 chấm ha. Đó, dây nhỏ nè.
Nó cũng ba lỗ nha mọi người, ba lỗ tốt này ha. Đó, ba lỗ tốt. Với lại cũng có tốt dây điện lớn nữa nè. Ở bên đây nè. Ha. Đây ngoại hình ở đây, cây màu hồng. Đó, luster. Đây có mã luôn nè mọi người. Cái gì EEF 2203 này ha. Đó luster. Nó như vậy đây. Rồi cái này 1502 giá 250. 1503. 1503 là cái kèm cắt cáp, cắt dây điện, cắt cái kẽm gì đó mình muốn cắt gì mình cắt á, của hộ gia anh. Ha. Đó. Rồi cái này 1503 giá 250. Cái này chiều dài của nó là nó dài 19 cm. Cái lưỡi của nó mọi người, cái chỗ cắt á, chỗ cắt là nó dày khoảng 4 ly ha, khoảng 4 ly ha. Đây thì cái này thì em hả vậy coi nó cắt được cấp mấy ly, vậy thì bự quá, 9 ly dữ vậy, kép lại vậy đi. Dùng cái này nó hả quá trời hả, giờ không biết, không biết đo làm sao luôn á, giờ nó hả vậy rồi làm sao đo làm sao, chứ nó hả vậy là bự lắm, hả vậy tới phân máy lận, không lẽ cây này cắt phân không tới đâu. Thì cái này chứ nói chung là cắt cáp chắc cỡ 4-5 ly á mọi người, 4-5 ly ha, chứ hả ra nhà nó tới cả phân lận. Giờ mình biết mình để làm sao giờ, thì cái kích thước nó dày thì nó cắt chắc khoảng tầm 4-5 ly thôi chứ không nhiều ha. Đây có mã nè mọi người, có thể tra mã để biết chính xác hơn nha. Em cũng chưa có tra nữa. N13 nè, Ozan ha, lưỡi cắt ở đây, lưỡi cắt nó là không nhâm không mã gì hết nha mọi người ha, lưỡi dày lắm. Cái này còn đẹp nha. Đó, cái gì đây nè, cái này đẹp, vỏ liền lạc hết ha. Rồi 1503 giá 250. Một năm không bốn là combo kèm nha mọi người, combo 4 cây kèm đủ loại hết, đủ các quốc gia. Mậy rồi, con 4 chỉ có 2 cây à. Đây là mậy rồi. Cái này là của con 5. Nè, con 4 chỉ có 1 cặp này thôi. Cặp này của thằng Kinh TTC mọi người. Đó, một cây kìm nhọn size 150 và một cây kìm bằng size 175. Ha, giá nó là 230.000, 1504. Cây kìm nhọn size 150 ha. Này, vỏ bị lủng lỗ nè. Đó. Nhưng mà ngoài hình thì còn rất đẹp nha, rất đẹp ha. Lưỡi cắt đây, căng kẹp còn đều đặn hết đó mọi người nha, cắt còn ngọt ha. Rồi xe 150 nha mọi người, một cây. Rồi cây kìm điện là xe 175, vỏ ở đây cũng có bị cấn nè nha, ngoại hình thì còn đẹp đó. Lưỡi cắt đẹp cực kỳ luôn, răng kẹp cũng có xài qua rồi, ở ngoài nó có răng nữa nè mọi người, ngoài môi nó có răng nữa nè, này mình dễ kẹp ha, ha. Rồi cắt ngọt nha mọi người, cặp này xài ngọt nha. Rồi đó, 1504 giá 230.000, hai cây của Kim TTC nha. Đó, 1505 mới là một nắm nè, 1505 nó combo kèm nha, 4 cây. Nha, nhọn có cắt, có kẹp, có đủ thứ hết. Rồi giá 350, 1505. Em mô tả cây kèm điện cộng lực này trước. Kèm điện nào giờ em cũng mới thấy kiểu cộng lực ha. Khóa nè mọi người.
Cây này thì nó không có hiệu gì hết trơn á, không có hiệu gì hết trơn mọi người, nhưng mà thiết kế rất là chất nha. Cây này thiết kế rất là chất. Cây này nó là nó xây 175 á mọi người, đo ra 18 mấy á. Thì cái cán đó nè, cán là dạng muỗng ha. Nha, thiết kế cộng lực nè. Đó. Có khóa ở đây nha. Rồi lưỡi cắt nó nè, lưỡi cắt nó là ghép nha mọi người, thép ghép nha. Ha, thép ghép nha. Cây này em nghĩ là thiết kế để cắt kẽm chứ không phải cắt dây điện đâu. Cắt dây điện thì đâu cần phải thiết kế cộng lực như vậy. Ha, cắt kẽm, răng của nó nè, răng to mọi người. Răng này giống như chưa xài vậy đó, nhưng mà không có chữ nghĩa gì chân nha. Thì em thử cắt cái cọng lưới B40 cho mọi người coi luôn. Thì để coi cái chất lượng nó như thế nào. Cái kèm điện mà cắt lưới B40 rất là nhẹ nhàng mọi người, tại vì nó thiết kế cộng lực ha, chứ gặp như cây kèm này cắt không nổi đâu. Cây kèm này mà cắt lưới B40 cắt không nổi, mà lưỡi nó cũng chưa chắc chịu nổi nữa. Đó, rất là nhẹ nhàng nha. Em đã test trước rồi, bây giờ em lại test nữa. Đó, không hề có dấu gì luôn mọi người. Cây này thì em nghĩ nó xuất qua thị trường Nhật thì nó cũng đạt được cái tiêu chuẩn của Nhật rồi. Đặc biệt là cái lưỡi nó là thép ghép ha. Thép ghép ha. Nó thiết kế cộng lực. Thì cái này em nghĩ chắc của nước thứ hai xuất qua thôi chứ không phải của Nhật. Rồi một cây. Rồi cây kim nhọn mới của Nhật nè. Kim nhọn xây 150. Cây của Hero nha mọi người. Hero nè. Ha. À, hàng zip này nha. Đó, vỏ còn liền lạc hết, vỏ đen nhám, xem 150 nha. Lưỡi cắt thì đẹp. Đó, răng kẹp nè, răng kẹp còn quá đẹp luôn. Răng cao cao vút luôn. Chắc ok. Đó, rồi hai cây. Rồi cây thứ ba là cây kìm cắt. Kìm cắt chuyên dụng. Cây này của Đức nha mọi người. Ha, cây này của Germany nha. Nè, Itma Germany nha. Của Đức nha. Cây này thì mạc rơm. Cây này thì nó xây có 14,5 cm à. Ha, lưỡi cắt nó cực dày luôn nha mọi người. Cái này em nghĩ chắc cắt kẽm thoải mái. Ha, lưỡi cắt cực dày luôn nha. Ha, cắt rất là ngọt. Này nó mạ, nó cũng bị chốc chốc cái lớp mạ mọi người, chốc một vài chỗ ha. Của Đức nha. Cây rất là dày dặn. Rồi cuối cùng là cây kèm Pro. Xây 150, cây này của IBS ha. Cây này mới chát luôn. Nè. Mới chát luôn nha mọi người. Đó. IBS made in Japan nha. Đó, rồi đa quốc gia luôn. Một nắm 4 cây nha. Quá rồi. Rồi 4 cây này 350.000 nha, 1505 giá 350.000. 1506 lại kèm bấm cốt cũng mặt queo. Bấm cốt đa năng, cắt tuốt bấm cốt ha. Đó. Cây này nó dài 2 tấc 4. 2 tấc 4. Đây. Nghe lưỡi cắt ở ngoài đầu bấm cốt nè, hai chỗ bấm cốt luôn dưới này nữa, hai loại cốt nha mọi người nha. Đó, trên này 5.5, 2.0, 1.25, ở dưới này cũng vậy nè, nhưng mà cốt khác ha, dưới cốt khác nha, trên cốt khác, hai loại cốt ha. Rồi cắt dây nè, nó rồi tuốt dây điện nè, những dây thông dụng của mình á, tuốt nó 5.5 đó. Lưỡi cắt ở trên đầu. Cái này còn hơi gít. Nha. Rồi tuốt dây điện mọi người. Này dây này dây 2.0. 2.0. Đó. Nha. Rồi. Rồi cái này 1506 giá 170.000. Nha, vỏ giặt rất là dày nha. Còn liền lạc hết mọi người. Đó. Đó rồi tới cây bấm cốt chuyên dụng 1507 270.000. Cây này của Izumi nha. Đó,
có mấy size code nó viết chữ toàn là chữ Nhật không à mọi người nha. 1 2 3 4 4 size 4 size đó, size lớn nha mọi người ha. Hàng zip đây, có mã đây, nó còn khá đẹp ha. Cái này nó dài, nó dài 2 tấc 9 mọi người. Cái này là bấm cốt chuyên dụng nha, để dành cho chú bác anh em làm nghề ha, làm cái công việc mà chuyên bấm cốt nha. Đó, hoạt động bình thường ha, ngoại hình còn khá đẹp. Rồi 1507 giá 270 ngàn, 1508 giá 230 ngàn, và nó bao gồm cái combo vít này nha, một cái hộp vít mini chưa xài. Hộp này có hiệu chat ha, chat nó có những cái loại mũi nè, cộng nè, cộng 1, cộng 0, cộng 1, cộng 2, rồi mũi trừ nè, trừ 3, trừ 5, trừ 6, rồi mũi mũi khoan nè, rồi mũi 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 nhọn nè, 8 mũi với lại cái cán chưa xài luôn nha mọi người. Chat thương hiệu của Nhật nha. Nha. Đây, nhưng mà cái này là sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người. Đó em nói trước nha. Nha. Đó rồi. Đây nè. Không biết phải sản xuất ở Trung Quốc hay không, em không biết nè. Assembly in China gì đó. Đó, cái này chắc là sản xuất ở Trung Quốc. Mà đây là thương hiệu của Nhật nha. Sản xuất ở Trung Quốc rồi xuất qua thị trường Nhật. À, mã số 49 mọi người biết rồi ha. Đó, hộp chích mini nha. Em khỏi mở nha mọi người. Nó còn dán cái niêm phong nè. Em khỏi mở nha. Rồi một món. Rồi món thứ hai là cái cán vít tự động đảo chiều với lại 2 4 5 mũi vít, 5 mũi vít, cái mũi vít em hay bán nè mọi người, em hay bán cái combo mũi vít đó ha, 5 mũi. Cái cán này của Gisuke nha mọi người, cũng thương hiệu của Nhật, nhưng mà cái này chắc sản xuất ở Đài Loan hay đâu đó, hoặc là Trung Quốc gì không chừng. Đó, 5 mũi, 5 mũi vít mới chưa xài nha mọi người. Thì đây là cái mũi BH2 một đầu ha, nó dài 1 tấc rưỡi, để lắp vô cán ha. Đó, dạng đảo chiều đó, ở giữa thì là nó chết nha. Rồi dài 1 tấc rưỡi nha mọi người, để mọi người dặn dài ha. Rồi muốn ngắn thì dặn BH1 nè, mũi BH1 nó dài này, dài 9 phân ha, nó nhỏ, nhỏ này chắc 4 ly rưỡi nha, để mọi người tọt cho mấy cái lỗ ha. Đó rồi 2 mũi, còn mũi trừ nè, trừ này trừ 7 nha, dạng mấy con ốc trừ lớn nha. Nó dài, cái này nó dài tấc, 3 mũi, rồi một mũi BH0 nè, nhỏ xíu luôn, nó dài 9 phân hay sao á, 9 phân tấc gì đó. Đó, cái mũi này nó nhỏ có 3 ly rưỡi à, để tọt mấy cái lỗ mọi người, mấy cái lỗ ha, mấy cái lỗ nhỏ nhỏ đó, sửa mấy cái đồ nghề rồi ha, sửa máy pin mấy này kia đó. Rồi thêm một cái mũi trừ nữa, trừ 5, cái này dài có 5 phân nha mọi người. Đó, nói chung là đó, nó vậy đó, 2 món vậy nha mọi người. 1508 giá 230 ngàn, dễ rồi luôn. 1509, 1509 giá 250 là cái vít, cái vít nhấn nè, với lại một hộp vít mini nữa. Cái vít nhấn này của Việt Seo nha mọi người, Việt Seo ha. Đó, nó 1.500, 3.000 gì đây, còn mới chát luôn á. Một mũi, mũi này mũi BH2, mũi BH2 mọi người, có một mũi một nha mọi người. Đó, nó khóa nè, này có khóa nha, nè, lock nè, stop nè, move nè ha. Đó, dặn qua đây, dặn qua stop là khóa ha. Đó, hoạt động bình thường nha mọi người. Ha. Đó, còn cái chét nè, cán gỗ nha, cán gỗ đó, tự động đảo chiều đó, ở giữa là cũng chết ha. Đó,
Đây nè, mũi có một mũi một à. Đó, cái dấu để mình tháo lắp mũi thôi mà. Đó mình canh canh ngay cái lỗ này mọi người. Đó, để vô nhận vô. Rồi cốc dính. Ha. Đó, một mũi bác hai thôi, cây này nó dài lắm. Cây này nó dài, mình mở ra nó dài tới 3 tấc tư nha mọi người. 3 tấc tư lận nha. Ha. Khóa lại. Khóa loại thì nó còn được gần 2 tấc 7 khóa loại á. Nha, một cây. Rồi cái hộp chích mini mọi người. Cái này của con Tone Mei nè, Tone Mét á. Thì ở trong đây nó cũng bao gồm những cái mũi đây. Ha. P0, P1, P2 trừ trừ nhỏ xíu một siêu. Trừ vừa vừa, trừ bự, rồi cũng mũi nhọn. Mũi khoan y chang như cái hộp nãy. Nhưng cái này thì nó có cây dao ben không nha mọi người. Có một số cây nó không có dao ben, cây này thì nó bị lai rồi. Nhưng mà hầu hết là nó có chữ dao ben nha. Đó, rồi. Đó, hai hộp đó. Đó, hai thứ đó. Đó, 1509 giá 250. Thì cái hộp này nó cũng có xài qua rồi nha mọi người. Có xài qua rồi nha, nhưng mà còn rất đẹp nha. Ha. Nói chung là còn xài tốt. Nói chung là xài chắc một vài lần nha. Đó, rồi 1509 giá 250. Thì mô tả như vậy chắc mọi người cũng kịp theo dõi ha. Cũng đâu nhanh lắm đâu. Rồi tới 1510. Này là combo luôn nha mọi người. Em bán combo luôn nha. 3 cây lê tự động của con tốt. Ha, 3 cây. 3 cây này nó 8 số. Ha. Đó. Giá của nó là 530 ngàn 1510. Thì cái cây nhỏ nhất là cái cây nhiều số nhất. Cây nhỏ nhất là cây 8 10 12 13 ha. 8 10 12 13. Nó còn khá đẹp nha mọi người, Japan nha. Cái này là thép không rỉ nha, stainless nè. Stainless nè, thép không rỉ nha mọi người. Nha. Thép không rỉ. Cây này 4 số nha. 8 10 12 13. Ha. Thép không rỉ. Tốt da ben nha, một cây. Rồi cây thứ hai là cây 13 17. Ha, cái này nó là một dòng một nha mọi người. Ha. 13 17. Còn rất là ok. Ha, 13 17. Ngoại hình còn rất là long lanh luôn mọi người. Stainless. Rồi. Và cây lớn nhất là cây 22 24. Cây này khủng nè. Ha, 22 24. Top. Đó. Cây này lớn. Ha. 22 24 cũng còn đẹp. Chung ba cây còn rất đẹp nha mọi người. Đó, ba cây như em mô tả ha. Mã số 1510 giá 530 ngàn. Một năm một một là hai cây, hai cây này giá 200 ngàn. Có một cây 810 810 của con KTC ha, không có đảo chiều. Muốn đảo chiều mình lật qua lật lại ha, lật qua lật lại. Đây đầu 8 ha, lục giác nha mọi người, KTC nha. Đầu 10 thì điếu, điếu qua thị ha. Đó, điếu nè. Ha. Không có đảo chiều nha mọi người, không đảo chiều nha. Đó, ngoài hình còn tương đối đẹp. Ha. Răng nào thì ok. Ha, răng thì ok nha mọi người. Đó, nhông rồi nè. Nhông nó còn rất ok nha. Rồi, rồi một cây số 12, một một đầu tự động đảo chiều. Một đầu mở nha. Đây, Rabobank. Japan nha. Đó, cây số 12. Đó, nó thiết kế như vậy đây. Em hỏi mấy em có bán cây dài, dài lắm. Em bán lẻ nó. Cây này thì nó ngắn à, nó có 10 19 à, 18 năm à.
18,5 cm á. Đó, đảo chiều ha, còn đẹp ha. Cái này cái miệng này nó chưa có xài luôn ha. À, răng đó là mọi người còn nhọn tin ha. Đó rồi, hai cây này 1511 giá 200.000. Rồi tiếp tục 1512 cũng là cây cà lê hai đầu dòng tự động, 1921 của anh MCC ha, thiết kế về đây nút nhấn ha, nhấn chốt đó. Chín hai mốt nha mọi người. À, 1921 ngoại hình thì cũng còn tương đối đẹp, cũng bị chốc xi rồi, chốc xi rồi đây mọi người thấy ha. Cây này khá dài, cây này siết đã tay luôn, cây này nó dài tới ba tấc ba nha mọi người. Rồi 1512 giá 230, 1921, 1514 là cái bộ cờ lê hai đầu dòng. Bộ này là chú bác anh em làm nghề ha, cơ khí nặng làm vẫn ok luôn. Đó, số lớn luôn, nó bao gồm 2, 4, 6, 7 cây, 7 cây từ số 10 cho tới số 26, 27 gì đó, 26. Số 10 cho tới số 27 luôn. Không có số 8 nha mọi người. Đây cây số 10, số 12 nha. Cũng hiếp ha. Hiếp nha. 10, 12. Ha. 10, 12. Rồi cây 13, 10, 13. Đó, đó 12 hai cây ha. 10 cây này của Super, 10, 13 của Super. Mấy cây này đẹp, đẹp nha mọi người, Super Japan á. Rồi cây 14, 17 14, 17 của thằng chữ gì đó mọi người, Edgo gì đó, Forget Online Style Japan á, 14, 17. Cây này thiết kế rất dày dặn mọi người. Đó, mình cũng còn tương đối đẹp ha. 14, 17. Rồi cây 1921 thì trong bộ này nó hết 3 cây của Antone mọi người. 1921 của Antone nè ha, Ton á. 1921 cây này còn đẹp long lanh luôn nha, ha, đẹp long lanh luôn ha. Ton Japan đây, 1921. Rồi cây tiếp tục cây Ton nữa đi, cây Ton đây, không phải cây này của Hero. 1921 thôi, mô tả tiếp luôn đi. 22, 24 Hero Ton ha. 22, 24 nha, răng nào còn nhọn quắc à. Đó, 22, 24 ngoại hình cũng đẹp, lôi teo nha mọi người, có nổ mà có nổ chút đỉnh nha, Japan nha. 22, 24 rồi cây 23, 26 đó, cây này của Ton nữa nè. 23, 26 nè nha, 23, 26 Ton Japan nè, cây này đẹp luôn, cây Japan luôn đó. Rồi cuối cùng là cây 24, 27 Ton luôn mọi người ha. 24, 27 cây này cũng đẹp luôn, Japan ha. Đó, cây Japan luôn đó. Một bộ của nó như vậy, 2, 4, 6, 7 cây, 7 cây giá 700.000, 1513 quá rẻ luôn mọi người.
quá rẻ luôn á, đẹp đẹp không à, 700.000 à, đồ của Nhật không đó. Mọi người đi mua đồ Trung Quốc thì nói đi, đồ Trung Quốc thì nó rẻ, mà đồ Trung Quốc mình làm nghề mà mình đi mua đồ Trung Quốc xài thì nó chất quốc à. Rồi tiếp, tiếp 1521 lại cái con dao cắt ống nước V42 của MCC dao băng giá 400.000. Hôm này đây nha, lưỡi dao là có lò xo bật nha, lưỡi dao còn tương đối đẹp nhưng mà cũng cũ rồi, có nhâm một lỗ nhỏ xíu nhưng mà bén cực kỳ mọi người, bén cực kỳ nha, nha cắt ngọt nha. Nói chung mấy con dao cắt ống cũ này mình cắt thì mình phải xay nha mọi người, mình phải xay nha, xay cho nó ăn vô rồi mình cắt nha. Còn như mấy con dao mới thì mình cắt mình có thể miệt luôn, nó xuống luôn, tại vì dao mới lưỡi nó bén lắm, còn dao cũ thì nó vậy đây. Bạn cây dao mới cây này 1.000.000 mọi người ha, cây này cũng còn tương đối đẹp, kiểu đẹp nữa, kiểu này cái form này đẹp nè, form này mọi người thích ha, nó hầm hố ha. Rồi 1521 giá 400.000. Hết ống rồi. Ngắn ủng rồi mọi người, khúc này ống 27 nha, em test sơ thử cho. Đó, à, ngọt ngắt luôn mọi người, tức là mình xay cái cho nó đứt rồi mình miệt vô ha, mình không soi dao mới được. Nói chung cây này xài ok, 1521 giá 400.000. 1522. Ủa, sao tự nhiên nhảy tới 1512 tới 1521 rồi. Kệ đi. Luôn. 1512 nãy 1513 đâu ta? Trung Quốc nữa rồi. Kệ miễn có mã là được rồi. 1513 rồi nè. 1514. 1514 là cái này. Là cái cần. Cái cần nha, cần lắc léo. Cần lắc léo này của thằng Mitoloy giá 550. Nó nhiều thứ lắm mọi người, 5 cái đầu khẩu, một cái đầu 26mm của thằng Asahi ha. Ha, Asahi Nhật nha, một cái 26 ha, một cái đầu 24 Asahi nữa ha, Asahi hai đầu, một cái đầu 22, đầu này 22 nè, đầu này cũng Mitoloy 7/8 Mitoloy ha, của Nhật cho mọi người, đầu 21 của Anton ha, Joanne, đầu 19, đầu 19 của Mitoloy luôn ha. Này mấy ổng khứa mấy ổng làm dấu nè, mình xài còn vô tư nha mọi người. Đó, 5 đầu ha. Thêm một cái cần nối dài, cần nối dài này của thằng Ton nè, Ton Japan nha, cần nối dài, cần này đẹp nha mọi người, cần mới chát à, dài 1.5 tấc. Đó, một cái cần, cần này nó dài tới 3 tấc mấy, 3 tấc, duỗi ra được 3 tấc. Cần gỗ Mitoloy, cần này còn đẹp nha mọi người. Nha. Nha. Cần còn đẹp nha. Mắt béo. Đó, tay cầm đây. Đó, có hơi đâm thâm chút đỉnh. Có lỗ để sọt cái ti qua dặn cho nó chắc, nó cứng. Nha. Đó, nó bao gồm bao nhiêu đó mọi người? 5 cái đầu khẩu ha. Đó. Một cái cần và một cái nối dài. Đó, 1514, giá 550. Một năm là cái này đây, nó cũng là một cái cần đầu 1/4 đó, giá 180.000,
bằng nhựa, nhựa bọng ha. Đầu 1/4 mọi người tháo lắp nhanh nha, ha, bằng nhựa nha, làm đồ nhẹ, làm bỏ vô xe đạp. Là một lốc đầu của nó, cái hàng này chắc là hàng của Đài Loan, Đài Loan xuất nhập. Một lốc đầu của nó, một lốc một băng đạn nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, không có đầu 12. À, chắc bên Nhật không có xài số 12 hay sao á. Một lốc của nó vậy nha mọi người. Đầu tháo lắp nhanh. Ha. À, tháo chiều. Tháo chiều đây nha mọi người. Ha. À, rồi tháo ra. Đó, lắp vô. Nhận ra, lắp vô rồi tháo ra. Cất. Đó. Nó nằm trong đây nha mọi người. Cái cần này nó dài 2 tấc 2 ha. Rồi 180.000 1 năm 1 năm 1 năm 16. Là cái mỏ lết 200mm của con lết tơ ha. Còn khá đẹp, giá 180.000, made in Japan. Đây ngoại hình còn khá đẹp ha. Không gơ lắc nha, hoạt động chân chu, cái này có xài rồi ha, nhưng mà không bị mốt, không bị gì hết. Đó, 200mm nha mọi người. Ngay bên này có nổ liti, nhìn chung còn đẹp. Rồi 200mm, 1 năm 16, giá 180. 1 năm 17 cũng là một cây lết của Lotter, New Lotter nha, đời sau, giá 220.000, kích thước 250mm, Rob Forest Alloy Steel, hàng Z, nha, cây này ngoài hình cũng còn tương đối nha. Hàm thì có bị nổ, nhưng mà không bị mốp, không bị nhâm gì hết. Cây này giống như xài ít rồi họ bỏ. Đó. Hai trăm năm mươi mili nha mọi người, giá 220.000, 1 năm 1 7. Một năm 1 8 là cái đuôi chuột, 14, 17 của mình top nha, yeah, top Japan, giá 220.000. Đuôi chuột này dài, nó dài 27.5cm. Ha. Răng cỏ nó còn rất là đẹp. Rất là đẹp nha mọi người, ngoại hình nè. Không dấu mốp, không gì hết. Chỉ bị chốc sơn thôi. Đồ bãi thì không tránh khỏi bị chốc sơn ha. Sơn đen. Tốt. Ha. Rồi 1 năm 1 8 giá 220.000. 1 năm 1 9 cũng là một cái đuôi chuột, số 24, made in Japan, super ha, số 24 không có đảo chiều, một số 1 không đảo chiều, số 24 nha mọi người. Cây này nó dài 3 tấc 3, số 24 nha, không đảo chiều. Mọi người nhìn cái nhông của nó nè, rất là dày nha ha, rất là dày. À, những cây lớn này họ làm nhông rất là bự nha. Đó. Không có đảo chiều nha mọi người nha. Made in Japan, 1 năm 1 9 giá 220.000. 1 năm 20 cũng giá 220.000 luôn nha. Cũng là cây đuôi chuột, cuốn super, số 26, một số 1 không đảo chiều. Đó, giá 220.000 luôn. 1 năm 20, 220.000.
in Japan luôn nha. Cây này thì nó dài, cây này thì dài lắm, dài tới 3 tấc, hơn 3 tấc rưỡi, hơn 3 tấc rưỡi ha, 220.000. Rồi ai lấy một cặp tính tròn luôn 400.000, giảm ngay 40.000. Cặp này ha, sưu tầm mọi người, in Japan nè, 24 26. Rồi tiếp tục tới 19 tới 20. Rồi 20 đâu? 20 đâu ta? 20 rồi tới 21. Đây. Món đâu ta? Món là cái gì? À 21 rồi nè mọi người, 21 còn giao cắt ống đồng nãy nè, 1521 giá 400.000 đó ha. Giờ tới 1522. 1522. Nè là cái cắt ống đồng xây lớn nha, giá 550. Nè cây tháo lắp nhanh của Mỹ nha, cây thao tác nhanh này, Chicago ha, xây lớn nha mọi người. Xây này thì nó cắt từ cái này, nó cắt tới bảy tám mươi tám mươi tám mươi cho tới nhỏ xíu một siêu luôn, không biết nhiêu luôn ha. Thao tác nhanh nha mọi người, nhấn nè đó, nhấn kéo lên rồi. Rồi mình muốn ống mình nó bị lớn á thì mình nhận xuống ha, nhận xuống đó. Rồi cái đây có tinh chỉnh nè, tinh chỉnh nè ha, tinh chỉnh cho nó vừa ha đó. Rồi nhấn này kéo lên ha, đây có để chữ nè, plus nè đó. Cái này xây lớn nha mọi người, xây rất lớn nha ha, kéo ra vậy nó dài lắm, nó dài tới 2 tấc, gần 2 tấc 8 nha. Rồi thụt xuống sát thì nó 2 tấc đó, 550. Nó còn một lưỡi xe cua trong đây nữa mọi người nè, cái nhãn hiệu nó nè ha, nó còn một lưỡi xe cua trong đây nữa nha. Đây lưỡi zin của nó luôn nha mọi người ha, lưỡi này còn đẹp nha, không nhâm không mẻ gì hết á, nằm trong đây vậy đây. Đây rồi, rồi cái lưỡi của nó cũng vậy nè, lưỡi theo của nó nè, lưỡi zin của nó nha mọi người ha. Đó rồi, của Mỹ nha, 1522 giá 550. 1523 tiếp tục là một cây của Mỹ. Cây này cây nhỏ, giá 300.000, cũng hai lưỡi. Đây một lưỡi trên này. Ủa đâu rồi? Ở trong này chứ. Trong này đây. Lưỡi sơ cua trong này. Ha, còn mới chát. Cái này sẽ nhỏ nha mọi người. Cây nhỏ thôi. Không có tự động nha. Này tự dặn. Cũng của Mỹ luôn nha. Ha, Hitman nè, cùng một hiệu với lại cây lớn đó luôn á. Đó, Chicago. Đó. Cái này bằng đồng, đặc biệt là cái này nó bằng đồng ha, như cái này nó bằng thép. Bằng thép nha. Còn này là nó bằng đồng. Cái cốt này bằng đồng ha. Đó, lưỡi dao nó đây. Lưỡi còn đẹp nha mọi người, cắt tốt nha. Đó, lưỡi sơ cua cũng vậy. Đó, cây này sẽ nhỏ thôi nha mọi người, nó cắt từ 3 tới 32 ly nha. Đó. Rồi 1523 giá 300.000, còn đẹp nha, nhôm nha mọi người, nhôm á. 1524 tiếp tục là một cây cắt đồng, cây này cũng bằng nhôm, cây này cũng lót tơ, con tôm nè.
đó, nó cắt nè từ 3 đến 32 ly nè ha, đó đó cũng giống như cái cây của Mỹ đó, à, lưỡi đây, à, đẹp ha, đây cũng có một lưỡi sơ cua, lưỡi sơ cua mới chát luôn, đó nhẹ nhàng. Rồi cây này 1524 giá 208 nhôm nguyên khối. 1525. 1525 là cái khoan tai. Khoan tai ha. Một nhông. Một nhông nha, cán gỗ. À, cây này của anh nha mọi người. Đây. Made in England. Ha, của anh nha. Cây này có xài qua rồi ha, ngoài hình còn đẹp nè đó, cán gỗ. Rồi 1525 giá 350, nó dài 3 tấc ha, 3 tấc mọi người. Cái đầu măng ranh này nó kẹp được tối đa là 6 ly nha mọi người, 6 ly nha ha, 6 ly nha mọi người. Đó. Đó, còn rất đẹp. Rồi. 1525 giá 350. Rất là nặng mọi người. Quá trời đồ. 1526. Là cây cưa lọng. Cưa lọng á, cây này của Hàn Quốc. Đây, made in Korea. Cưa lọng ha. 1526 giá 200.000. Đó, bao gồm cây cưa này với ba lưỡi nè. Một lưỡi theo cưa và hai lưỡi thần kèm. À, lưỡi mới chưa xài nha mọi người. Cái lưỡi này là lưỡi 2 tấc rưỡi, à, 1 tấc rưỡi. Cái lưỡi 1 tấc rưỡi nha mọi người. Cây cưa này nó dài. Nó dài từ đầu anh đây cũng 2 tấc rưỡi nè. Rồi chiều cao cái khoảng không của nó là 1 tấc. Nha. Cây này giống như bằng nhôm, là bằng thép không rỉ gì đó, không hít 500. Nói chung cây cưa này là nó không hít 500, nó chỉ cái lưỡi cưa nó hít thôi. Nha, nhưng cái này bằng nhôm nè. Đây có made in Korea ở đây. Cái neo này bằng nhôm nè. Là tinh chỉnh ha. Nhôm. Này không hít 500. Cán cũng bằng nhôm không hít 500. Này ốp nhựa. Nhựa ABS. Nhựa cứng nha. Ha. Đó. Rồi. 1526 giá 200 ngàn. Cái cưa với lại hai cái lưỡi. Năm 27 là cái cảo, cảo ép, cảo này của ARM của Nhật, ARM ha, Japan. Cái này là xây 150 x 80, tức là kẹp được tối đa là 150 và chiều sâu là 80 ha, cảo này còn rất đẹp. Đó, chiều này nè mọi người, chiều này là 150 nè. Đó, còn chiều sâu vô á là 80. Nha, cây này còn đẹp. Ngoại hình còn đẹp. Cán này là cán nhựa nha mọi người. Nhựa ABS ha. Nhựa cứng nha. Đó. Ngoại hình còn khá đẹp nha. Rồi, 1527 giá 250. 1528 là một cặp cảo ép nữa, một cặp luôn, một cặp xây 300 ml, 80 nhân 300 đó. Cái này thì không có tên tuổi, chắc hàng Đài Loan Trung Quốc chỉ sức, một cặp luôn còn đẹp ha, xây 300 nha mọi người, 300 nhân 80 ha, một cặp luôn nha đó, một cặp giống nhau hoàn toàn luôn. Nó ngoại hình đây ha, còn đẹp ha. Cán này là cán cao su ha, cao su hay nhựa, nhựa
nhựa giống nhựa ABS cứng ha. Đó. Rồi. Cặp này giá 520 1528. Một năm 29 là cái cảo dòng bi ha. Cảo dòng bi cái này là xây 100 GB 100 Japan nha, cũng hit hit nha mọi người, hit Japan nha, 100 ha. Đó 100 này là không biết cái 100 này là cái gì, không biết 100 này là cái gì, đường kính hả, phải không, bán kính hả? Không phải, trăm này chắc cái hành trình quá mọi người, cái hành trình cảo của nó quá, không hành trình này dài mà hành trình này nó tới tấc hai, hơn tấc hai lận đó, em chỉ đo vậy thôi nào mà được tấc hai rồi nè, còn trăm là cái gì em không biết nha. Đó ngoại hình ở đây, cái này là dặn cờ lê này là cờ lê 15-16 gì mọi người, lấy mỗi lết chặn cho nó mạnh ha. Đó mũi nó về đây đó, cây này có xài rồi chứ không phải là mới đâu, nhưng mà miệng mồm nó là không có vấn đề gì nha mọi người, nó chỉ bị chốc si thôi, hít nha. Cái này mình có thể cạo trong cạo ngoài được nha mọi người, cạo trong cái này là cạo ngoài ha, còn cạo trong thì quay đầu lại nha, quay đầu này ha, chứ họ thiết kế về để mình thay đổi á, tháo ra mình thay đổi ha. Đó rồi cây cạo này 1529 giá 550, 1530, 1530 là cái rút đi bê của gì, Lotter hiệu con tép ha. Đó còn khá đẹp. Rồi giá 1530 giá 350. Nó còn đủ 4 đầu zin của nó nha mọi người, 4 đầu thông dụng của mình ha. Đầu 3.2 nè. Rồi 2.4 nè. Rồi 4 chấm nè, ở này chắc 1.8 quá. Ủa 4.8, 4.8. Đó 4 đầu thông dụng ha. Đó, còn 4 đầu zin nó luôn nha, không bị lai, không bị tháo, bị đổi nha mọi người. Đó ngoài hình đây. Đó. Có chữ gì dưới này đây, Made in Japan nha. Made in Japan nha mọi người. Đó cái đầu này là đầu Bali 2, để em rút thử coi. Em chỉ có cái DV 4 ly thôi mọi người ơi. 4 ly. DV 4 ly ha, cho em rút. Rút 4 ly nha. Nè, con 4 ly nó bự lắm. Em lấy cái đầu 4 ly 8 nè. 4 ly 8 mình rút cho nó dễ nhả phôi ha. Nhưng mà mình lấy đầu lớn mình rút thì nó rút nhiều cái hơn ha. Nó nhả phôi dễ nhưng mà mình phải rút tới 3 cái. Còn nếu như mình lấy cái đầu 4 ly á thì mình rút nó có 2 cái thôi. Mà rút nó rất là nặng, lại nó bị kẹt phôi. Ha. Đó. Cái đầu này là đầu 4 ly 8 mọi người. Ha. Răng nó bám còn rất là bén mọi người, rất là bén nha. Rất là bén ha. Đó. Cắt ngọt. Cái này làm như nó không có lò xo mọi người. Cái tay nắm này nè. Nó có lò xo, em không thấy lò xo nha. Không thấy lò xo. Ha, không thấy lò xo. Rồi 1530 giá 350. Rồi, mã số cuối cùng luôn, 1531. Là hai cái món này. Hay một cái súng rút đinh tự động. Đó.
và một cái cây xà cầy mini. Cây xà cầy này là 200 ml của thằng Bakuma. Bakuma ha, hiệu con gấu nè. 2 tấc nha mọi người. Đó, nó đầu như vậy đây. Đó, cây này thì giống như là cũng có xài qua rồi nè. Đầu búa nè. À, nhầm li ti thôi, nhưng mà còn đẹp nha. Bằng phẳng nha, không bị mốp nha. Đó, đầu nhũ đinh thì đẹp. Rồi đầu dưới này cũng vậy. Dưới này nó bự lắm mọi người. Cái bảng này nó tới 5 phân nha. Bảng này 5 phân nè. Đó. Bakuma. Cái Insurban nha. Đó, với lại một cái rút đinh. Rút đinh tự động. Thì cái cách thức hoạt động nó giống như là cái súng bắn silicon đó mọi người. Ha. Cái này của Đài Loan nha. Ha, cái này của Đài Loan. Đây made in Taiwan. Ha. Đây, chuẩn Mỹ nè, chuẩn châu Âu nha. Đó. Ha. Thì cái này nó rút cái này nó rút được đinh 3-4 phân đó mọi người. Rút được đinh 3-4 phân ha. Đây nè mọi người, nó hoạt động như này mọi người, mình để đầu đinh vô đây ha, ví dụ như đinh nè. Đó, mình để đầu đinh vô đây nè. Đó, rồi mình rút lên. Nè. Rút lên, nó rút lên ha. Đó, nhấp lên, nó rút lên ha. Đó. Thì trong đây nè, nó có mấy cái cò nè. Đó. Giống như súng bắn silicon đó mọi người. Ha. Thì nó rút đinh gọi 3-4 phân nha. Rồi, nhả ra. Cây này mới chưa xài. Đó. Cái này bằng gang, bằng thép gì á mà nó sơn, kiểu sơn miếng sao mà nó sơn được vậy hay mọi người, giả da á. Ha. Đó rồi. Đó hai món này giá 200.000. Ha. 1531 200.000. Rồi hết rồi đó mọi người. Nay em làm một clip một luôn. Rồi ha, mọi người có cái nào mà nó phù hợp với công việc như sở thích của mình thì điện thoại nhắn tin đặt hàng nha mọi người. Đó. Rồi, em cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người.